那这场比赛又不好说了。那就看一下，因为这是个被强行给拖入一个 KOF， 会不会在心态上产生一点变化吧？双方也是满费，没有选择下牌，先打一个心理战。哎，双方都不敢下牌，毕竟 KOF 了。就 KOF 感觉明显比1v1的比赛啊，就是。 拖双倍的多，情况明显要多得多得多，因为我只有一条命啊，对吧？哎，好哦！哎，门神又摇头了，就门神摇头是他以前的特色，就是打得好打得不好都喜欢摇下头。但是看到一手矿工就摇头，就可能他觉得没有太好的解这个矿工的牌，手里没有女武神这种东西，所以摇下头有可能。 哎，直接大电电下白女巫，这个挺赚的。是的，这大电电这个女巫真的挺赚，只亏一费，但是赚了一个塔血。胖，力量哥这道卡组是最近非常火的，就是双女巫胖。这个大电交过了，这个女巫感觉有点无敌，但是要防好青龙。双房子的情况下，胖子真能打进去吗？我很好奇。哎，第一个房子看会不会掉。 好像哦呦，黄毛！那力量哥摇，轮到力量哥摇头了。还行，女巫好像要被黄毛给摸死。还行，这个矿工把房子给解掉了，还能接受吧？哎，门上这个，门上这个细节房子，这个房子好像做的有点早，不，他就是故意让力量哥以为我是满费，让力量哥不敢进攻，但是力量哥头比较铁，我管你满费不满费，我直接敲到先顶。哎，胖子好敲，能敲掉，能敲掉啊，能敲掉就不亏，打不进去，还是那个问题。看门圣会不会保这个女枪？应该不保了吧？不保了。哎，还是保了。哇，这种细节啊，这种名字下的很细节。然后女枪还脱离这个毒药范围，血赚。 就我感觉门神摇头是有道理的，他好像解这个矿工有点难啊，没东西解矿工，没东西解这个矿工。如果拿黄毛解的话，直接就吃毒了呀。哦呦，这个毒药是多了多少生物，但是没有毒到塔，有点小小的遗憾，但是还能接受。哇，这个胖子看到黄毛真是头皮也是真的挺麻的。哎，核心出来了，还是一套矿工，大电矿配双房子黄毛的卡，不太理解。这个矿工每次都能挖到2、3下。 感觉力量哥已经笑开了花呀！就正常来说，这个毒药胖碰到这个黄毛是很难受很难受的。但是力量哥这里另外一个核心矿工，这个门神不好处理。对了，又来了！哇靠，这力量哥打的头也是真踢哦，他那个胖子每次都挑头。这肯定也是。这波好像真的太猛了一点吧？但是门神这边。 不具备那种可以一波打死你的机会。这倒是，门神这个卡组缺少一个硬的全牌。主要选择防守嘛，主要是守，感觉好像有点亏，但还是能接受吧。完了，我感觉门神有点问题啊！哦，我看力量哥这里有点问题。他把毒药交了以后，真的对这个。 建筑工搭起来这个房子，万里长城了，现在。对的。哎，这个女枪的位置下的不是特别的理想呀，这个女枪下撕了。是的，不应该下这个位置，应该下左边贴边下。其实现在血量来讲的话，还能打，还能打，还能打，还能打。矿工又来了，看矿工能抓到吗？但是确实没东西抓矿工啊，又让矿工挖了2铲子，现在每挖1铲子心都在滴血。 力量哥现在已经胖子都不出了，纯粹想矿工法术耗死你了。哦，来了，桥头毛有矿工吗？我直接毒药解掉了呀。那打2了。完了，这个本手亡命一波没打出来，那这一波很难很难打了。这个矿工又解不了，却没有黄毛，怎么办？要矿工了。这个矿工也解不了，胖子现在也不好解。这个矿工我估计能挖5、6铲子。 还在看到伤害的，这个毒药非常赚。维利亚，哎，现在下个毛，感觉意义不是特别的大了呀。这个女巫一夫当关，咱别打听吧。不太够，不太够。这个血量来讲的话，只要过一手毒药矿工。 也是恭喜亮哥在 KOF 的时候，quá khó cho Jack. Thực ra sẽ đến vào CIO Asia, CIO China. Quá khó cho Jack bởi vì đây là một TNT kinh khủng. Đây là một TNT của năm 2019. Một TNT phải nói là kỹ năng tuyệt vời, đánh deck nào cũng toàn diện, mang deck nào cũng thích counter nó. Cái đầu là sạn. Anh em nào mà đã xem CIL Asia từ đầu mùa đến giờ phải nói là TNT anh ta đánh kinh khủng. Này. Ồ. When we won two set in row, yeah. Set number 4 and set number 5. Set number 4 we two he won they won 2-1 and set number 4 they won 2-0. LCIOP sút. Oh no! He needs one zap. Miner coming at zap. No zap. Vanky and tornado. Oh no hit. Nice. So I think LCIOP will cycle, fast cycle minor and one zap. Fisherman on the... No! Be careful! And... Oh, chain lens! Come on! No, one zap! Nova is one. Ủa, ngày hôm nay đúng là sân khấu quá hoành tráng ở Nova. Họ đánh và họ được thưởng thức những cái độ, họ được thưởng thức những cái đồ ngon, họ được ngồi chơi trong kiểu họ đang đi gọi tham dự một buổi tiệc gì đấy. Hơn là chúng ta đi thi đấu. Ui, nước cam, nước ép rồi bánh rồi có đủ hết. Phải nói là China cái gì cũng mạnh. Lượng người xem ở trên website của họ hơn 1 triệu người, các bạn không tin. Nova không, đúng rồi, Nova hoặc Pháp Win. Không, lúc nãy nó bảo là chỉ Pháp Win thôi mà, không có điều kiện Nova đâu. Một hit của bọn. No. LCIOP có lẽ là clean sweep rồi. Can you explain which set is this? Why it's called? Right now we have pick up the hill, the final. We have 2-0 Nova. So and we have the last matchup as VDMZ. Yeah, VDGM. The last player. If the last player. The last player of VDGM lose, so Nova win. Nova can go to get number 1 CIL China and VDMZ get number 2. Yeah, higher here and LCIOP here. Higher here. If higher lose, Nova wins. And if LCIOP lose, we have set number 4. We have set number 4. And LCIOP already with 2 players. Yeah. It's a format of King of the Hill. Thực ra là mình cũng Từ hồi xưa giờ đúng là mình lâu lắm rồi mình chỉ chơi CR nên là mình cũng mất đấy. Ok, và chúng ta sẽ đến với lại ONG và Pháp Liên Minh, họ đang dẫn tỷ số 2-0 qua đen. Và đây là Dan Dylan và Danny. Ok, right now we have set number 3. No, game number 3, set number 5. Goblin, IC. Mình đã thấy đâu đấy cái deck này rồi. My defense. Ui, tiếc nhỉ. No giáp. Oh, no giáp. Maybe LCIOP cleans with VDMZ. So no, and Nova wins. Maybe. Tỷ số kinh ngập là bây giờ 2-1 nghiêng về Nova. Và Nova LCIOP anh ta đang đứng trước một cơ hội, đó là cái gọi là như nào nhỉ? Clean sweep. Ui, một pha đập một goal breaker hay quá. Nhưng mà trong tờ này rất cẩn thận bởi vì là bom thờ ở đây rồi. Lightning. Có một hit từ Megami, có một hit. Rất cẩn thận, LCIOP anh ta cần đẩy nhanh hơn, anh ta phải đẩy nhanh hơn, anh ta không thể đứng trừ chân trừ được. Mình nghĩ là anh ta cần phải đẩy cùng, mình nghĩ là thực ra là đẩy cùng hướng thì sẽ hợp lý. Đẩy cùng hướng và sẽ có một cái bên kia, Goblin rồi. Rất nhiều đam đến từ Magic Archer. Tiếp tục là một con Magic Archer rồi. Anh ta sẽ có một cái lock và đàn best, lock đi. Ồ, lock rồi, tần bực kia lock rồi. Rất dễ bị Lightning, bet. Lightning! Không được, bên kia họ vẫn rất tỉnh, đó là họ vẫn đặt ngay được một cái gọi là con Goblin Cake. Họ rất thông minh bởi vì họ không đặt con Goblin. Bởi vì nếu mà đặt Goblin là sẽ bị đắt bài trong cái turn vừa rồi. Bây giờ là giáp Tornado, Goldbreaker. Lock không? Một Goldbreaker bạn trụ, không được. Bây giờ là Magic Archer phía bên phải. Rất nhiều nam từ Magic Archer rồi, 6986. Bắn đi Magic Archer. Rồi, nên lúc của em đây. Và đặt ngay ở phía bên trái đi. Em họ vẫn phải thủ đã. Miner Worldbreaker đẩy lên. Lightning, Goblin bắt bài rồi. Worldbreaker không được, vẫn không được. Đúng là cái deck này nó quá gọi là quá kinh khủng. Yes, TNT biết Jack 2-0. Jack unlucky, unlucky because you know the last the first matchup. Jack hard counter, TNT hard counter Jack deck. T LCIOP clean sweep maybe. Bomb tower. No way, bomb tower big click. No. More. Not damn. Damage. Goblin. What the hell? No. Minor cycle. Yeah. Nova spot win. Nova spot win. I can't believe it. I can't believe it. Oh, 1,600,000. Nova, Kuchinova. Okay, congratulations Nova is on. Congratulations. The new player of the Nova. Okay, come back CIL China.